Chào tất cả các bạn, Lý Quyên rất vui được đồng hành cùng các bạn cho số phát sóng thứ tư của chuyên mục Những bông hoa nhỏ. Chuyên mục do Thành đoàn, Hội đồng đội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố thực hiện. Chương trình được phát sóng trên các fanpage Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh và phụ trách đội Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Các bạn biết không, số phát sóng tuần này rất đặc biệt đó. Và các bạn có biết vì sao lại đặc biệt không? Vì hôm nay là ngày 26 tháng 3, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bản thân Lý Quyên cũng là một đội viên sắp trưởng thành, nên mình cũng thấy rất là háo hức để được vinh dự trở thành đoàn viên, được tham gia các hoạt động của đoàn. Và nhân ngày sinh nhật của người anh lớn của đội, thay mặt ban tổ chức chương trình, kính chúc các anh chị, cán bộ đoàn, đoàn viên luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết và không ngừng sáng tạo để góp phần làm cho tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn vững mạnh và phát triển. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng với Lý Quyên đến với những hoạt động sôi nổi trong tuần qua nào. Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022 và chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn, phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong ngày hội, Hội đồng đội thành phố đã tổ chức vòng thi chung kết nhảy flash mob với sự tranh tài thi đua của 6 đội thi của các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Hưởng ứng không khí chung, Hội đồng đội các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cũng đã sôi nổi tổ chức các ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn tại đơn vị với các hoạt động sôi nổi như sân chơi vận động, giao lưu biểu diễn văn nghệ, trao tặng học bổng cho các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20 tháng 3 năm 2022 tại Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại Thành Thiếu nhi thành phố, Hội trại vững bước tiến lên đoàn và Hội trại học từ thiên nhiên do Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố và nhà thiếu nhi thành phố phối hợp tổ chức đã thu hút các bạn học sinh đến từ 22 nhà thiếu nhi quận, huyện và thành phố Thủ Đức, được phiên chế thành 4 tiểu trại với nhiều hoạt động bổ ích, trong đó có nội dung chúc mừng đội viên trưởng thành tiêu biểu. Chuyên trang tìm hiểu chuyên hiệu đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh năm 2022, Hội đồng đội thành phố và báo Khăn Quàng Đỏ phối hợp thực hiện chuyên trang tìm hiểu chuyên hiệu đội viên trên báo Nhi Đồng và báo Khăn Quàng Đỏ. Mỗi số báo ở mỗi tuần sẽ là các thử thách tìm hiểu một chuyên hiệu trong hệ thống 5 chuyên hiệu. Các thầy cô phụ trách đội có thể dùng kết quả của hoạt động này để xét công nhận chuyên hiệu cho các bạn đội viên, học sinh tại liên đội. Liên hoan phụ trách sao giỏi quận 8. Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2022 tại trường tiểu học Hưng Phú, Hội đồng đội quận 8 đã tổ chức liên hoan phụ trách sao giỏi năm học 2021-2022. Liên hoan diễn ra với các nội dung thi hấp dẫn như tìm hiểu lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn nghi thức nghi lễ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, múa hát tập thể, năng khiếu cá nhân, giáo án sinh hoạt xe Nhi Đồng và thiết kế biểu trưng xe Nhi Đồng. Hội đồng đội quận Bình Tân thực hiện chuyên mục tuyên truyền giới thiệu các nét đẹp văn hóa, ẩm thực và các vùng miền của Tổ quốc với tên gọi Hành trình văn hóa. Chuyên mục được thực hiện theo từng quý trên mạng xã hội. Đây là giải pháp góp phần lan tỏa đến các bạn học sinh tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và bản sắc văn hóa con người Việt Nam. Tuần qua, đội viên thành phố háo hức và sôi nổi tham dự đại hội tại các chi đội và liên đội. Thông qua đại hội, các bạn cùng nhau thảo luận và đóng góp ý kiến, góp phần phát triển các hoạt động đội và phong trào thiếu nhi tại chi đội, liên đội mình. Với chủ đề thắp sáng, truyền lửa, tiến bước lên đoàn, Hội đồng đội quận Bình Thạnh đã tổ chức chương trình giao lưu chỉ huy đội, cán bộ đoàn tại liên đội trường trung học cơ sở Lê Văn Tám. Chương trình diễn ra ấm cúng và trang trọng với nội dung tổ chức lễ trưởng thành đội, lễ kết nạp đoàn viên mới và trao tặng học bổng đoàn viên năm 2022. Liên đội trường tiểu học Lam Sơn, quận 6 đã tổ chức hội thi viết chữ đẹp cấp liên đội năm học 2021-2022. Đây là giải pháp góp phần tham gia hiệu quả sân chơi viết chữ đẹp do Hội đồng đội Trung ương phát động. Liên đội trường tiểu học An Phú 1 và Liên đội trường tiểu học Phan Văn Cội, huyện Củ Chi phát động phong trào nói lời hay, làm việc tốt đến các bạn đội viên, học sinh cùng rèn luyện từ những việc làm, hành động cụ thể trong học tập và đời sống như viết dạ thư,
xin lỗi, cảm ơn, tụi nhỏ làm việc nhỏ, vân vân. Tuần qua chúng mình có thật nhiều sân chơi quá nè. Những bông hoa nhỏ rất mong xin nhận được những tin bài cộng tác từ các bạn, chia sẻ về hoạt động của chi đội hoặc liên đội mình để chương trình có thể giới thiệu rộng rãi đến mọi người. Nội dung cộng tác vui lòng gửi về địa chỉ mail tuyên truyền.sangtao@gmail.com. Và bây giờ, Lý Quyền xin mời các bạn cùng xem một sản phẩm giới thiệu về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phần biểu diễn nhạc kèn đến từ các bạn đội viên thành phố. Bạn có nhận ra khi học tập và lớn lên tại đất nước Việt Nam xinh đẹp, mỗi công dân chúng ta đều phải trải qua những giai đoạn trưởng thành khác nhau. Khi học cấp 1, các em học sinh được rèn luyện giáo dục để trở thành đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thắt khăn quàng đỏ và mang huy hiệu măng non. Qua tuổi thiếu nhi, những ai dành tình cảm với công tác đội lại tiếp tục gắn bó với vai trò tổng phụ trách đội và có thể trở thành nghề nghiệp dài lâu. Không chỉ vậy, khi bạn đủ 16 tuổi, bạn lại được giới thiệu vào tham gia sinh hoạt tại địa phương dưới màu áo của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên. Nếu bạn vào học trong môi trường đại học, cao đẳng, khi chính thức được gọi là sinh viên, cũng là lúc bạn được trở thành hội viên Hội Sinh viên Việt Nam. Nhưng dù bạn có là đội viên hay hội viên, dù bạn sinh hoạt ở bất cứ đâu, chỉ cần trong độ tuổi thanh niên từ 16 đến 30, bạn đều sẽ được giới thiệu tham gia tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, môi trường rèn luyện và trưởng thành của nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và ôn lại những điều thú vị về tổ chức của riêng thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập này nha. Sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Tháng 10 năm 1930, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất đề ra án nghị quyết về công tác thanh niên vận động. Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp tại Sài Gòn, thấy được sự lớn mạnh và tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức thanh niên, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt như các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của đảng phụ trách công tác đoàn. Trước sự phát triển và lớn mạnh của đoàn, trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức đoàn cơ sở với hơn 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành hệ thống đoàn xã, huyện lên đến tỉnh. Đến cuối năm 1931, số lượng đoàn viên trong cả nước lên đến hơn khoảng 2.500 đồng chí. Được Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phép, theo đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 đến 25 tháng 3 năm 1961 đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931 làm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản. Những chặng đường phát triển vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trải qua quá trình phát triển và trưởng thành, tổ chức Đoàn Thanh niên đã có 7 tên gọi phù hợp với vai trò trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương từ năm 1931 đến năm 1936. Ngay từ giai đoạn thành lập vào năm 1931, phong trào cách mạng được định hướng đoàn kết sức mạnh của cả khu vực Đông Dương, đảng ta mang tên Đảng Cộng sản Đông Dương. Do đó, tổ chức Đoàn Thanh niên cũng gắn liền với tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương từ năm 1936 đến năm 1939. Tháng 7 năm 1936, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác định đường lối, phương pháp tổ chức và đấu tranh cách mạng trong thời kỳ mới. Đảng đã nâng cao các hoạt động đẩy mạnh quyền dân chủ và chuyển hướng từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh hợp pháp và bán hợp pháp. Đoàn đã nhận nhiệm vụ trọng tâm của đảng giao cho là tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân đế quốc, đòi quyền dân chủ, giành các quyền chính trị kinh tế, nên đổi tên thành Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương từ năm 1939 đến năm 1941. Tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, việc chống đế quốc được đảng xem là nhiệm vụ hàng đầu. Đoàn được chỉ đạo chuyển vào hoạt động bí mật và thành lập mặt trận Phản đế Đông Dương với nhiệm vụ vận động thanh niên chống đế quốc, đánh đổ phát xít, giải phóng dân tộc, gắn liền với tên gọi Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam từ năm 1941 đến năm 1956. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước để cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.
Tháng 5 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng họp tại Cao Bằng, thông qua quyết định thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh và các hội cứu quốc, trong đó có Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Trong suốt chặng đường từ năm 1941 đến năm 1956, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam đã đóng góp to lớn, kể cả hy sinh xương máu, cùng dân tộc vùng dậy trong cách mạng tháng 8, lập nên nhà nước Dân chủ Cộng hòa, gắn liền với sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945. Năm 1951, Đảng đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam. Phong trào tổng quân giết giặc lập công phát triển khắp mọi nơi, và đỉnh điểm giữa ta với giặc là chiến dịch Điện Biên Phủ mang lại thắng lợi vẻ vang vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp thành công. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, ta tiến hành ký Hiệp định Geneva, chia đôi đất nước tại vị tuyến 17, tạo nên hai nhiệm vụ: miền Bắc bắt tay vào cuộc kiến thiết đất nước, miền Nam đánh giặc thống nhất đất nước. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam từ năm 1956 đến năm 1970. Trước tình hình và nhiệm vụ chính trị mới của đất nước đặt ra, ngày 19 tháng 10 năm 1955, theo đề nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra nghị quyết đổi tên đoàn thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Tại miền Nam là các hoạt động bí mật, miền Bắc là các hoạt động công khai tăng gia sản xuất, đảm bảo là hậu phương lớn cho chiến trường miền Nam. Trong giai đoạn này, tuổi trẻ miền Bắc tổ chức thực hiện phong trào Ba Sẵn Sàng. Thanh niên miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam sôi nổi với các hoạt động trong phong trào Năm Xung Phong. Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh từ năm 1970 đến năm 1976. Trong giai đoạn này, cả đất nước chúng ta phải chịu một mất mát rất lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt toàn dân tộc vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, nhằm tưởng nhớ đến người và lấy người làm tấm gương để biến đau thương thành hành động. Đoàn đã đề nghị được mang tên Bác Hồ kính yêu. Cả nước cùng hướng về tiền tuyến, miền Bắc chi viện gần 200.000 bộ đội, cán bộ, công nhân kỹ thuật, đặc biệt là lực lượng thanh niên xung phong cho miền Nam. Miền Bắc đã góp sức rất lớn để nâng cấp tuyến đường vận tải chủ lực trên đường mòn Hồ Chí Minh, đưa người và hàng hóa vào miền Nam, góp phần làm nên thành công chiến dịch mùa xuân năm 1975, hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ năm 1976 đến nay. Với thắng lợi vĩ đại mùa xuân năm 1975, đất nước đã hoàn toàn thống nhất. Ngày 25 tháng 4 năm 1976 đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội và đổi quốc hiệu nước ta thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo con đường mà đất nước ta đang chọn. Và tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư năm 1976 cũng đã quyết định đổi tên đoàn thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và tên gọi này được duy trì cho đến tận ngày hôm nay. Hiểu thêm lịch sử giúp ta thêm yêu đoàn, thêm tự hào về thành tích hai lần đạt huân chương sao vàng. Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ngọn lửa cách mạng rực cháy trong tim, đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, và luôn tự nhắc mình tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Hòa chung không khí đó, tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Các bạn thấy tiết mục vừa rồi có hay không nào? Trước khi đến với câu hỏi của tuần này, Lý Quyên xin công bố đáp án của tuần 3 như sau. Trong trích đoạn hát bội Trần Quốc Toản ra quân, có 3 người tham gia theo 6 chữ vàng, lên cờ lệnh và ý nghĩa của 6 chữ vàng là đánh thắng giặc, báo đáp ơn vua. Với đáp án này, xin chúc mừng hai bạn đã xuất sắc có câu trả lời chính xác trong câu hỏi của tuần 3. Xin trân trọng chúc mừng bạn Nguyễn Minh Tâm, học lớp 11, trường tiểu học thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, và bạn Trần Gia Nguyễn, học lớp 4-3, trường tiểu học Phú Thuận, quận 7. Xin chúc mừng các bạn, ban tổ chức sẽ liên lạc và gửi những phần quà của chương trình đến các bạn nhé. Và bây giờ, các bạn ơi, hãy nghe thật kỹ câu hỏi tuần này của chương trình Những Bông Hoa Nhỏ nè. Câu hỏi có nội dung như sau. Từ lúc thành lập năm 1931 đến nay, Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có bao nhiêu tên gọi? Và Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò như thế nào với Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh? Các bạn tham gia bằng hình thức chia sẻ video clip của chương trình về trang cá nhân kèm thông tin, họ tên, lớp, trường và nội dung trả lời, đồng thời gắn kèm hashtag Những Bông Hoa Nhỏ tập 4. Ban tổ chức sẽ chọn ra 5 bạn có đáp án chính xác và hay nhất để trao quà tặng. Đến đây, thời lượng chương trình cũng đã hết. Lý Quyên cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Những Bông Hoa Nhỏ tập 4. Rất mong sẽ tiếp tục đón nhận được sự quan tâm, yêu thích từ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau nha!